kế bên mình ghi là người lấy mẫu đó đã tiêm mấy mũi vaccine rồi. Trưa ngày 29 tháng 8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai lấy mẫu xét nghiệm toàn thành phố trong thời gian thực hiện tăng cường giãn cách xã hội từ 0 giờ ngày 23 tháng 8. Thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức xét nghiệm nhanh cho tất cả người dân với tần suất 2 ngày một lần ở khu vực vùng đỏ và vùng cam, xét nghiệm RT-PCR với mẫu gộp 5 cho vùng vàng và mẫu gộp 10 cho vùng xanh với tần suất 7 ngày một lần. Việc test nhanh tại nhà được thực hiện dưới sự hướng dẫn, hỗ trợ của lực lượng y tế. Tính đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã lấy được 1.436.922 mẫu xét nghiệm nhanh, phát hiện 54.498 ca dương tính, tỷ lệ số mẫu dương tính trên tổng số mẫu lấy là gần 3,8%. Về tình hình tiêm vaccine, tính đến ngày 28 tháng 8, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm 5.806.990 liều vaccine, tăng 65.336 liều so với ngày 26 tháng 8. Trong đó, tổng số mũi 1 là 5.533.223, mũi 2 là 273.767. Riêng người trên 65 tuổi, người có bệnh nền được tiêm là 615.139 người.